Hoàng Yên xin kính chào tất cả quý vị, xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy muốn khởi động lại chương trình chi tiêu Việt trình trệ của ông khi đảng Cộng hòa lần thứ 3 ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu về chi tiêu quốc phòng, làm tăng nguy cơ chính phủ đóng cửa sau chỉ 10 ngày nữa. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 20 tháng 9 có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Lần đầu tiên, Tổng thống Ukraine Zelensky xuất hiện trực tiếp tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, trong khi đại sứ Nga đã phản đối việc ông Zelensky phát biểu khi bắt đầu phiên họp. Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng hỏa tiễn dữ dội nhất trong nhiều tuần lễ trên khắp Ukraine vào các cơ sở năng lượng và lưới điện Ukraine. Ba Lan chỉ thực hiện việc giao vũ khí đã thỏa thuận trước đó cho Ukraine trong bối cảnh mối quan hệ song phương đang xấu đi vì tranh chấp về nguồn gốc chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan. Ấn Độ hôm thứ Năm 21 tháng 9 đình chỉ cấp thị thực mới cho người Canada và yêu cầu Canada giảm hiện diện ngoại giao ở nước này. Tổng thống Syria đã đến thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc nhằm chấm dứt hơn một thập niên bị cô lập ngoại giao giữa các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Nam Hàn Jun Suk-yeol cảnh cáo nếu Nga giúp Bắc Hàn tăng cường tối tân hóa các chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, thì đó sẽ là một sự khiêu khích trực tiếp và Nam Hàn cùng các đồng minh sẽ không để yên. Trung Quốc sẽ không đứng yên nếu chính phủ Đức quyết định hạn chế sử dụng linh kiện từ các công ty Trung Quốc như Huawei trong mạng lưới 5G của mình, Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin cho biết hôm thứ Năm 21 tháng 9. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam mới đây đã lên tiếng chào mời các hãng Mỹ tăng đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn và nhận lại một số cam kết cũng như những kiến nghị về cải thiện thủ tục, môi trường kinh doanh. Phái đoàn Liên minh châu Âu và các cơ quan đại diện ngoại giao một số nước phương Tây ở Hà Nội cũng như các luật sư trong nước vừa đưa ra lời kêu gọi chính phủ Việt Nam dừng thi hành án tử hình ông Lê Văn Mạnh ngay trước thời hạn gia đình tử tù này được yêu cầu ghi danh nhận xác con. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy muốn khởi động lại chương trình chi tiêu bị trình trệ của ông khi đảng Cộng hòa lần thứ ba ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu về chi tiêu quốc phòng, làm tăng nguy cơ chính phủ đóng cửa sau chỉ 10 ngày nữa. Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 216-212 chống lại việc bắt đầu cuộc tranh luận về dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng trị giá 886 tỷ đô la trong bối cảnh có sự phản đối của một nhóm nhỏ đảng viên Cộng hòa bảo thủ theo đường lối cứng rắn. Khi cuộc bỏ phiếu thất bại, ông McCarthy nói với các phóng viên rằng ông sẽ theo đuổi chiến lược tương tự mà tôi đã có từ tháng 1, cứ tiếp tục làm, không bao giờ bỏ cuộc. Các cơ quan liên bang sẽ phải bắt đầu đóng cửa vào ngày 1 tháng 10, trừ khi Quốc hội thông qua dự luật ngân sách tạm thời, được gọi là CR, hoặc dự luật ngân sách cả năm. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói, thay vì giảm khả năng đóng cửa, Chủ tịch McCarthy thực sự đang gia tăng nguy cơ này bằng cách lãng phí thời gian vào những đề xuất cực đoan không thể trở thành luật tại Thượng viện. Chương trình chi tiêu của Đảng Cộng Hòa đã vấp phải sự phản đối của một nhóm nhỏ, những người bảo thủ theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng Hòa. Những người muốn đảm bảo rằng các khoản phân bổ tài chính năm 2024 sẽ không vượt quá mức cao nhất năm 2022 là 1,47 nghìn tỷ đô la, ít hơn 120 tỷ đô la so với mức mà ông McCarthy và ông Biden đã đồng ý vào tháng 5. Ông McCarthy đã đề xuất CR kéo dài 30 ngày để cắt giảm chi tiêu xuống mức năm 2022, theo nguồn tin am tường.
CR sẽ bao gồm một ủy ban để giải quyết nợ liên bang và các hạn chế mang tính bảo thủ đối với vấn đề nhập cư và biên giới. Các nguồn tin cho biết đề xuất của ông McCarthy cũng sẽ đặt ra mức chi tiêu cao nhất cho cả năm tài chính 2024 ở mức dưới 1,53 nghìn tỷ đô la. Con số đó vẫn thấp hơn 60 tỷ đô la so với mức mà ông đã đồng ý với ông Biden vào tháng 5. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 20 tháng 9 có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Trong cuộc gặp này, ông Chính đã đề nghị phía Hoa Kỳ hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các mặt hàng dệt may, da giày, đồ gỗ và đặc biệt là nông sản, nguồn sống của nông dân Việt Nam. Ông cũng nói thêm rằng Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và rằng Hà Nội sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng, ổn định và thực chất. Ông cũng đề nghị Bộ Tài chính Hoa Kỳ tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy quan hệ kinh tế, tài chính giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Bộ trưởng Jones không đề cập tới vấn đề quy chế thị trường của Việt Nam, mà thay vào đó là nhấn mạnh tới việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên cấp đối tác chiến lược toàn diện. Thủ tướng Chính cũng đánh giá cao cá nhân Bộ trưởng Janet Jones và Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có những đóng góp thực chất cho hợp tác kinh tế tài chính với Việt Nam. Trước khi tới New York, ông Chính cũng đã đến thủ đô Washington DC, tiếp xúc với các lãnh đạo quốc hội, các bộ trưởng trong chính quyền Biden và lãnh đạo các doanh nghiệp để trao đổi về các định hướng hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, Tổng thống Ukraine Zelensky xuất hiện trực tiếp tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, trong khi Đại sứ Nga Vasily Nebenzia đã phản đối việc ông Zelensky phát biểu khi bắt đầu phiên họp. Thủ tướng Albania là ông Edi Rama, với tư cách là chủ tịch của phiên họp căng thẳng, đã đáp trả bằng một lời chế nhạo Nga. Tôi muốn đảm bảo với các đồng nghiệp Nga của chúng tôi và mọi người ở đây rằng đây không phải là một chiến dịch đặc biệt của Tổng thống Albania. Và chỉ có một giải pháp cho vấn đề này, đó là nếu ông muốn hãy dừng chiến tranh, rồi Tổng thống Zelensky sẽ không cần phải lên tiếng nữa. Ông Nebenzia không đồng ý. Ông tiếp tục nói rằng phiên họp là một cuộc trình diễn và chỉ trích ông Rama vì những gì ông nói là đưa ra những tuyên bố mang tính chính trị hơn là đóng vai trò người trung lập. Sau phiên họp, ông Zelensky cảm ơn ông Rama trên mạng xã hội, nói rằng ông Rama vừa là một nghệ sĩ vừa là một cựu cầu thủ bóng rổ, đã cho thế giới thấy cách đối xử đúng đắn với Nga, đối với những lời dối trá và đạo đức giả của nước này. Để biện minh cho cuộc xâm lược của mình, Nga đã nói rằng Ukraine muốn hội nhập với phương Tây, bao gồm cả NATO. Đây sẽ là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, một lý do mà Ukraine và các đồng minh nói là vô căn cứ. Ông Zelensky yêu cầu Nga bị tước quyền phủ quyết với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhưng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói việc Nga sử dụng quyền phủ quyết là hợp pháp. Nga đã thực hiện cuộc tấn công bằng hỏa tiễn dữ dội nhất trong nhiều tuần lễ trên khắp Ukraine vào các cơ sở năng lượng và lưới điện Ukraine. Việc cắt điện đã được báo cáo ở năm khu vực ở phía Tây, Trung tâm và phía Đông Ukraine, làm sống lại ký ức về nhiều cuộc công kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng vào mùa đông năm ngoái, gây mất điện trên diện rộng cho hàng triệu người Ukraine sống trong thời tiết giá lạnh. Các quan chức cho biết ít nhất 18 người bị thương trong các cuộc công kích, trong đó có một bé gái 9 tuổi, và một thống đốc khu vực cho biết hai người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích trong đêm của Nga. Nhà điều hành lưới điện cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào cơ sở hạ tầng điện trong 6 tháng, gây thiệt hại cho các cơ sở ở khu vực miền Tây và miền Trung Ukraine. Ukraine đã chạy đua trong nhiều tháng để sửa chữa cơ sở hạ tầng sau khi các cuộc tấn công vào mùa đông năm ngoái đã làm hư hỏng gần một nửa hệ thống năng lượng của nước này
và buộc các nhà điều hành lưới điện phải cắt điện thường xuyên. Valery Zelensky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã bắn 43 hỏa tiễn hành trình vào các mục tiêu trong đêm trong nhiều đợt và lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 36 hỏa tiễn trong số đó. Bộ trưởng Nội vụ Iho Kamensko cho biết một khách sạn và một số kiosk mua sắm đã bị hư hại ở Cherkasy, miền trung Ukraine và có 7 người bị thương. Bộ Nội vụ và các quan chức khu vực báo cáo về các vụ nổ ở các vùng Cherkasy, Kharkiv, Kamenetsky, Reni, Vinnytsia, Lviv và Ivano-Frankivsk. Trong khi đó, ngược lại, một nguồn tin tình báo của Ukraine cho biết lực lượng an ninh và hải quân SBU của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Saki ở Crimea trong đêm, gây thiệt hại nghiêm trọng. Quân đội Nga cho biết họ đã phá hủy 19 máy bay không người lái của Ukraine trên Crimea và Biển Đen và 3 chiếc nữa trên các khu vực khác của Nga. Phía Nga không đưa ra thông tin chi tiết về bất kỳ thương vong hoặc thiệt hại nào của họ. Ba Lan chỉ thực hiện việc giao vũ khí đã thỏa thuận trước đó cho Ukraine trong bối cảnh mối quan hệ song phương đang xấu đi vì tranh chấp về ngũ cốc chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội Ba Lan. Quyết định của Ba Lan về việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine đã khiến Kyiv khó chịu. Cho đến gần đây, Ba Lan vẫn được coi là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Thủ tướng Mateusz Mazowiecki nói Ba Lan sẽ không trang bị vũ khí cho Ukraine nữa và đang tập trung vào việc xây dựng lại kho vũ khí của riêng mình. Bộ trưởng Tài sản Nhà nước Jacek Sasin cho biết, tranh chấp về nhập khẩu ngũ cốc không có nghĩa là Ba Lan ngừng ủng hộ Ukraine chống lại Nga, mà chỉ là Ba Lan cần bổ sung kho dự trữ vũ khí của riêng mình. Ba Lan đã cung cấp xe tăng T-72 và Leopard, xe bọc thép và pháo, cùng với các loại vũ khí khác cho Ukraine. Ba Lan sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 15 tháng 10 và đảng cầm quyền, luật pháp và công lý, theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa, đã vấp phải sự chỉ trích từ phe cực hữu vì điều mà họ cho là thái độ phục tùng của chính phủ đối với Ukraine. Đảng Liên bang, đảng đã làm gia tăng cảm xúc chống Ukraine ở Ba Lan, đứng thứ ba trong nhiều cuộc thăm dò và nổi lên như một thế lực tiềm năng, chi phối các quyết định quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng lời lẽ cứng rắn hơn của đảng cầm quyền luật pháp và công lý đối với Ukraine là một phản ứng trước sự nổi tiếng ngày càng tăng của đảng Liên bang. Ấn Độ hôm thứ Năm 21 tháng 9 đình chỉ các thị thực mới cho người Canada và yêu cầu Canada giảm hiện diện ngoại giao ở nước này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói Canada chưa chia sẻ bất kỳ thông tin cụ thể nào liên quan đến những cáo buộc mà ông Trudeau đưa ra và Ấn Độ sẵn sàng xem xét thông tin đó nếu được cung cấp. Việc Ấn Độ đình chỉ toàn bộ thị thực mới đối với một quốc gia phương Tây là điều chưa từng xảy ra và đánh dấu điểm thấp nhất trong quan hệ giữa Ấn Độ và Canada. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi Cao ủy Canada tại Ấn Độ cho biết họ sẽ tạm thời điều chỉnh sự hiện diện của nhân viên tại nước này, sau khi một số nhà ngoại giao nhận được những lời đe dọa trên nền tảng truyền thông xã hội. Ông Bachi nói Ấn Độ đã đình chỉ cấp thị thực mới cho công dân Canada do các mối đe dọa an ninh đối với nhân viên lãnh sự quán của họ ở Canada. Ấn Độ chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào hoặc đưa ra thông tin chi tiết về các mối đe dọa an ninh như vậy. Và Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada, Dominic Lebron, hôm thứ Tư nói rằng Canada là một đất nước an toàn. Căng thẳng chưa từng có bùng lên hôm thứ Hai sau khi ông Trudeau cho biết Ottawa đang điều tra những cáo buộc đáng tin cậy về sự liên quan của các đặc vụ Ấn Độ trong vụ sát hại ông Hardeep Singh Nizza hồi tháng 6 ở British Columbia. Chính phủ của Thủ tướng Modi đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ giết người bị cáo buộc. Các quan chức Canada cho đến nay vẫn từ chối cho biết lý do tại sao họ tin rằng Ấn Độ có thể liên quan đến vụ sát hại ông Nizza. Canada đã thảo luận vấn đề này với các đồng minh chủ chốt như Liên minh tình báo ngũ nhãn, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Úc và New Zealand, trong khi Washington, London và Canberra bày tỏ sự quan ngại.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đến thành phố Hàng Châu phía đông Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc, nhằm chấm dứt hơn một thập niên bị cô lập ngoại giao giữa các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ông Assad lên máy bay của hãng Air China trong trời sương mù dày đặc, điều mà truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng đã làm tăng thêm bầu không khí bí ẩn. Nhằm nhấn mạnh thực tế là nhà lãnh đạo Syria hiếm khi được nhìn thấy ở bên ngoài đất nước của ông kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến đã cướp đi hơn nửa triệu mạng người. Ông dự kiến sẽ tham dự lễ khai mạc Á vận hội cùng với hơn chục quan chức nước ngoài trước khi dẫn đầu một phái đoàn tới các cuộc gặp ở một số thành phố của Trung Quốc, bao gồm cả cuộc gặp hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Một thành viên của phái đoàn Syria cho biết, ông Assad sẽ gặp ông Tập vào thứ Sáu, một ngày trước khi Tổng thống Syria tham dự lễ khai mạc Á vận hội. Syria đã tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc vào năm 2022 và được tái kết nạp vào Liên đoàn Ả Rập gồm 22 quốc gia vào tháng 5. Hiện ông Assad phải đối mặt với các lệnh trừng phạt do Úc, Canada, Âu Châu, Thụy Sĩ và Mỹ áp đặt, nhưng những nỗ lực áp dụng các biện pháp trừng phạt đa phương đã không có được sự ủng hộ nhất trí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi có Trung Quốc và Nga là thành viên. Trung Quốc đã ít nhất 8 lần phủ quyết các đề nghị của Liên Hiệp Quốc lên án chính phủ Assad và nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên đã lan tỏa sang các nước láng giềng và lôi kéo các cường quốc thế giới vào cuộc. Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol cảnh cáo nếu Nga giúp Bắc Hàn tăng cường tối tân hóa các chương trình vũ khí để đổi lấy sự hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine, thì đó sẽ là một sự khiêu khích trực tiếp và Nam Hàn cùng các đồng minh sẽ không để yên. Trong bài phát biểu trước cuộc họp cấp cao thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Yoon cho biết, việc này sẽ đe dọa hòa bình và an ninh không chỉ của Ukraine mà còn của Nam Hàn. Ông Yoon đưa ra bình luận này sau khi nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trở về Bắc Hàn sau chuyến đi kéo dài một tuần tới Nga, trong đó ông và Tổng thống Nga Putin cam kết tăng cường hợp tác quân sự. Ông Yoon cho rằng các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Hàn không chỉ là mối đe dọa hiện hữu đối với Hàn Quốc, mà còn là thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và trên toàn cầu. Nam Hàn và Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể đang cố gắng mua đạn dược từ Bắc Hàn để bổ sung cho kho dự trữ đang bị suy giảm do cuộc chiến ở Ukraine. Đổi lại, việc Bắc Hàn đang tìm kiếm sự trợ giúp về công nghệ cho các chương trình hạt nhân và phi đạn của mình sẽ được Nga giúp đỡ về kỹ thuật. Bất kỳ hoạt động nào hỗ trợ các chương trình vũ khí của Bắc Hàn đều bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và ông Putin đã nói rằng, Nga, một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, sẽ không bao giờ vi phạm bất cứ điều gì. Hôm 19 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chan Ho-jin đã triệu tập Đại sứ Nga để thúc giục Nga từ bỏ bất kỳ thỏa thuận vũ khí tiềm năng nào với Bắc Hàn, cảnh báo về những hậu quả sẽ đến nếu việc này xảy ra. Phụ tá Tổng thống Nam Hàn cho biết, các cuộc thảo luận đang được tiến hành với Mỹ và các nước khác để áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Triều Tiên. Trung Quốc sẽ không đứng yên nếu chính phủ Đức quyết định hạn chế sử dụng linh kiện từ các công ty Trung Quốc như Huawei trong mạng lưới 5G của mình. Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin cho biết hôm thứ Năm 21 tháng 9, theo một quan chức chính phủ, Bộ Nội vụ Đức đã đề nghị buộc các nhà khai thác viễn thông hạn chế sử dụng thiết bị do Huawei là GTE của Trung Quốc sản xuất, sau khi một cuộc đánh giá nhấn mạnh đến sự phụ thuộc của Đức vào hai nhà cung cấp Trung Quốc. Nếu chính phủ Đức thực sự quyết định đi theo hướng này mà không chứng minh được rằng các sản phẩm của Trung Quốc gây ra mối đe dọa an ninh cho Đức, chúng tôi sẽ không đứng yên, Đại sứ quán Trung Quốc nói trong một tuyên bố gửi qua email cho báo chí. Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố, nếu Đức loại trừ các công ty Trung Quốc một cách vô lý, điều này không chỉ vi phạm nguyên tắc cạnh tranh công bằng, mà còn gây tổn hại cho các công ty Trung Quốc và chính nước Đức. Cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc nói thêm rằng,
Huawei và GTE từ lâu đã hoạt động ở Đức, phù hợp với luật pháp của Đức. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam mới đây đã lên tiếng mời chào các hãng Mỹ tăng đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn và nhận lại một số cam kết cũng như những kiến nghị về cải thiện thủ tục môi trường kinh doanh. Một doanh nhân kỳ cựu nói rằng Việt Nam còn cần phải làm nhiều để tận dụng hiệu quả các khoản đầu tư của Mỹ vào lĩnh vực nêu trên, hiện đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Thông tin được chính phủ Việt Nam đưa ra trong các ngày 18-19 tháng 9 cho hay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ làm việc với lãnh đạo các hãng trong lĩnh vực bán dẫn ở cả bờ Tây lẫn bờ Đông Hoa Kỳ. Công ty Amkor Technology sẽ khởi công nhà máy tại Bắc Ninh vào tháng 10 năm 2023. Tổng đầu tư cho dự án này là 1,6 tỷ đô la. Công ty Synopsys sẽ khai trương một trung tâm thiết kế và khởi nghiệp bán dẫn phối hợp với Sài Gòn Hi-Tech Park. Công ty Marvell công bố sẽ thành lập một trung tâm thiết kế bán dẫn hàng đầu thế giới tại thành phố Sài Gòn. Microsoft và Trusting Social công bố thỏa thuận phát triển giải pháp dựa trên AI, phù hợp với Việt Nam và các thị trường mới nổi. Nvidia đang hợp tác với FPT, Viettel và Vingroup để phát triển AI trong các lĩnh vực đám mây và xe hơi, chăm sóc sức khỏe. Meta Platform và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia công bố thử thách Đổi mới Sáng tạo Việt Nam, một chương trình nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phạm Minh Chính mời Chủ tịch Nvidia thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất, với mong muốn Nvidia sớm có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, lấy Việt Nam làm cứ điểm tại khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch Nvidia nói, hãng mong muốn rằng tăng cường hợp tác với Việt Nam về bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, cũng như có kỳ vọng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một cứ điểm sản xuất của tập đoàn này tại Đông Nam Á. Nhiều giám đốc điều hành trong lĩnh vực bán dẫn ở Mỹ đánh giá rằng tiềm năng hợp tác của các đối tác Việt Nam và Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp bán dẫn là vô cùng to lớn. Họ nói rằng về lâu dài, các doanh nghiệp tập đoàn Hoa Kỳ có thể nghiên cứu khả năng đặt nhà máy sản xuất chip tại Việt Nam. Khi gặp gỡ các đại diện doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn, cách đây ít ngày, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã nhận được nhiều ý kiến, đề xuất liên quan tới thuế, thủ tục hành chính, đất đai, đào tạo nhân lực. Đáp lại, ông Chính nói rằng, chính phủ Việt Nam và các bộ ngành sẽ tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, hoạt động ngày càng thuận lợi, ổn định, hiệu quả, bền vững tại Việt Nam. Trong đó có các doanh nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ. Phái đoàn Liên minh châu Âu và các cơ quan đại diện ngoại giao một số nước phương Tây ở Hà Nội cũng như các luật sư trong nước vừa đưa ra lời kêu gọi chính phủ Việt Nam dừng thi hành tử hình ông Lê Văn Mạnh ngay trước thời hạn gia đình tử tù này được yêu cầu ghi danh nhận xác con mình. Gia đình ông Mạnh nhận được quyết định thi hành án đối với ông hôm 18 tháng 9 bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tòa án Nhân dân Thanh Hóa đưa ra thông báo hạn cuối nhận xác ông Mạnh cho gia đình là ngày 21 tháng 9. Mẹ ông Mạnh, bà Nguyễn Thị Việt, hôm 19 tháng 9 cho biết bà từ chối ký vào quyết định của tòa vì cho rằng con trai bà bị kết án oan. Tất cả 27 cơ quan đại diện ngoại giao của các nước thành viên Âu Châu cùng các cơ quan đại diện ngoại giao của Canada, Na Uy và Vương quốc Anh hôm 20 tháng 9 đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ngừng thi hành bản án đối với ông Mạnh, người bị kết án tử hình vào năm 2005 vì tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Phái đoàn Âu Châu cùng Canada, Na Uy và Anh hồi tháng 8 cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam ngừng thi hành án tử tù Nguyễn Văn Trưởng sau khi gia đình và hàng nghìn người khác thỉnh cầu đến Chủ tịch nước Việt Nam xin hoãn thi hành bản án mà họ cho là oan sai đối với ông Trưởng. Lê Văn Mạnh và Nguyễn Văn Trưởng nằm trong số 3 tử tù gồm cả Hồ Duy Hải, được các tổ chức xã hội dân sự yêu cầu Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu về các bản án tử hình oan sai đối với họ khi gặp các lãnh đạo Việt Nam. Các luật sư viết trong thư thỉnh cầu là trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vào năm 2015, các luật sư chúng tôi thực sự nhận thấy các vấn đề được coi là sai sót, vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng,
bao gồm việc chứng minh và việc đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này. Ông Mạnh bị kết tội giết hại sau khi hãm hiếp Hoàng Thị Loan, sinh năm 1991 rồi vứt xác xuống sông ở xã Yên Thịnh thuộc huyện Yên Định ở Thanh Hóa vào ngày 21 tháng 3 năm 2005. Bà Việt, mẹ ông Mạnh, nói rằng con trai bà hôm đó cùng bà di chuyển nhà cho em gái nên không thể là người gây ra án mạng. Trong 7 phiên tòa từ sơ thẩm đến giám đốc thẩm, ông Mạnh đều nói mình vô tội. Tòa án Nhân dân Thanh Hóa đã kết tội ông dựa trên lời khai nhận giết người mà ông nói rằng ông bị tra tấn và bức cung để phải nhận tội mà ông không làm. Tổ chức Ân xá Quốc tế hồi năm 2015 đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam cho tiến hành một cuộc điều tra độc lập trước các cáo buộc về việc ông Mạnh bị tra tấn và bức cung để phải nhận tội. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.